Úi dồi ôi, anh em ơi, dừng tất cả các việc lại. Anh em đang bỏ lỡ tới gần 50% hiệu năng chơi game trên chiếc card như này bằng cách không bật mỗi option đấy. Đi theo anh em mình. Đây, đây, nó là cái option này anh em ạ. Resizable 3. Bây giờ mình bật lên phát nhá. Đấy, rồi. Và bây giờ, anh em cái công nghệ hay lắm. Bây giờ mình cùng thử mình test xem là liệu rằng nó có chênh lệch cao như thế không nhá. Nhiều anh em quảng cáo kinh lắm. Bây giờ mình cùng test nhá. Resizable 3 hay viết tắt là RE3, nói chung là ngắn như thế đi, là một công nghệ nó khá là mới trong điểm hiện tại. Thì anh em phải biết ý, đây, bình thường ở trên chiếc cảm hình chúng ta sẽ có là VRAM. Thì cái VRAM này nó truy cập những cái data, những cái asset, những cái texture, những cái skin, những cái nhân vật, những cái map vân vân và vân vân ở trong SSD thông qua CPU. Nhưng mà nhá, nó truy cập cực kỳ là nhỏ giọt luôn. Nó sẽ truy cập kiểu từng 256 MB, một cứ 256 MB, nó cứ rút ra từng miếng nhỏ thôi. Đấy, anh em thấy cái việc như thế sẽ khiến cho chiếc cảm chúng ta phải chờ đợi những cái asset đấy được load lên, chờ đợi từng dòng một, trong khi nhiều khi nó cần đăng của một cái data từ đằng sau này cơ, mà nó vẫn đang cứ phải theo đợi dòng đến đây thì nó có thể truy cập được. Điều đấy sẽ ảnh hưởng tới mức FPS mà anh em có thể làm được này, những gì mà chiếc cảm anh em có thể làm được. Và Resizable 3 nó giải quyết vấn đề như thế. Thay vì là từng 256 MB/s thì Resizable 3 giúp cho chiếc cảm hình chúng ta truy cập trực tiếp với cả CPU chúng ta và có được cái buffer size cực kỳ là lớn luôn, khiến cho anh em có thể truy cập được toàn bộ tất cả những thứ đấy cùng một lúc luôn. Và cái việc đấy thì giúp cho anh em sẽ loại bỏ cái hàng chờ data đi và khiến cho chiếc cảm chúng ta có thể tung quẩy 100%. Thế thì nhiều anh em lại bảo là ông buồn cười nhỉ, làm gì có chuyện nó ảnh hưởng tới tôi. Bởi vì tôi thì tôi nghĩ rằng là 3090 mới gặp vấn đề đấy. 24GB VRAM trên dưới 12GB VRAM của 3080 Ti thì mới phải lo. Hoặc là người nào chơi những tựa game kiểu thế giới mở mấy trăm GB liền thì mới phải sợ đúng không? Anh em lầm rồi nhá, anh em nghĩ thế là lầm rồi. Đây là chiếc card Intel Arc A380. Đây là một chiếc card màn hình nó gọi là tầm trung đi, có thể gọi là tầm trung tới tầm thấp đi, tức là nằm giữa tầm trung thấp ấy. Cái mức giá của nó cũng khá là ok, hiệu năng cũng rất là ổn. Cái điểm mạnh của nó thì là AV1 encoding với cả rất nhiều những thứ khác nữa. Nói chung là cái card này thì cũng khá hay hò đấy. Và đây là một trong những chiếc card đầu tiên của Intel. Đấy, những card đầu tiên của Intel luôn. Thì cái chiếc card này ấy, nó sẽ là một chiếc card tầm thấp như thế đúng không? Có thể cũng là 6GB RAM. Thì bây giờ hãy cùng mình kết hợp nó với cả chiếc CPU i5-12400F và cùng thử xem là cái hiệu năng khi mà Resizable 3 nó có khác biệt không, nó có thực sự ok không và anh em liệu rằng có bật không. Và hiện hôm nay thì mình sẽ còn lắp thêm là chính là một cái gọi là vũ khí bí mật nữa mang tên SSD NVMe 4.0. À, đây là chính xác hơn là một chiếc SSD đến từ Western Digital phiên bản Black là WD770. Đấy, và tí nữa mình sẽ nói cho anh em tại sao đây là một vũ khí bí mật trong OS này nhá. Rồi, máy bật rồi thì chúng mình cũng đã test được chính là tổng cộng 3 tựa game nhá. 3 tựa game này thì nó kết hợp giữa kiểu tựa game nặng này, có cả FPS này, có cả MOBA này và có cả những tựa game nhẹ nữa, thì 3 tựa game thôi. Đầu tiên đó chính là CS:GO. Thì khi mà mình không bật cái Resizable 3 ở trên chiếc máy này ấy thì nó chỉ đạt được mức FPS trung bình là 91 thôi. Nhưng khi mình bật lên phát nhá, là lên tận là 133 FPS, tức là một sự chênh lệch khoảng tầm gần 50%, chính xác là khoảng tầm 46% anh em ạ. Ôi ôi, thế này thì vui vẻ quá, nhà nhà vui, cửa cửa vui đúng không ạ? Thực sự hấp dẫn. Thế bây giờ mình chuyển sang nó chính là tựa game Dota 2 thì có vẻ như là không nhận được bất kỳ cái sự tăng trưởng gì cả. Khi mà không bật nhá thì đạt được là 188 FPS, và khi mà bật lên thì đạt là 181 FPS. Tức là mình có thể thấy rằng là đây chỉ là cái sự chênh lệch giữa các trận thôi. Đấy, các trận mà chúng mình đang gọi là inspect thôi. Thì điều đó khiến cho sự chênh lệch vài FPS, mình có thể cảm thấy rằng đây không phải là lỗi do chiếc card hay là do lỗi của việc bật cái Resizable 3 lên, mà đây là do là nói chung là các tựa game cảnh này chuyển kia thì khiến cho cái mức FPS chênh lệch nó ít hơn một chút. Đấy, vậy thì chứng tỏ rằng là Dota 2, nhà phát triển của Dota 2 tức là Valve ấy, họ đã làm rất tốt trong cái việc tối ưu hóa cái lượng data, cái buffer size khi mà chuyển từ CPU về cảm hình, khiến cho mặc dù không cần phải bật Resizable 3 thì mức FPS cũng không có cần yêu cầu hàng chờ quá là cao này, những cái hàng chờ nó không quá là dài này, và khiến cho FPS chúng ta có thể đạt được mức cao nhất với chiếc cảm hình A380 này. Rồi, thế thì hai tựa game nhẹ rồi đúng không? À, chung và nhẹ đi. Bây giờ mình sẽ đổi sang một tựa game nặng nhá, đó chính là tựa game Far Cry 5. Thế thì Far Cry 5 khi mà mình chơi bình thường thì mình đạt được chỉ có là 53 FPS thôi. Thế nó dưới 60 FPS. Ôi, nhưng mà khi mình bật Resizable 3 lên nhá, là lên tận là 71 FPS, cao hơn 60, và đồng thời cái mức FPS minimum của nó ấy chỉ là 62 thôi, tức là cái trải nghiệm sử dụng trên này
mượt như con sô luôn anh em ạ, rất là hấp dẫn và vô cùng là heo. Thì cái mức tăng trưởng đấy là một mức tăng trưởng cũng khá là ổn áp đấy, rơi vào khoảng tầm 34% khi mà so sánh với cả khi tắt cái Resizable Bar đi. Thế vậy thì đó là game, anh em thể thấy rồi đấy, chúng ta sẽ có những tựa game phát triển vượt bậc, tăng vượt bật, nhưng mà cũng sẽ có một vài tựa game nó sẽ đứng im tại chỗ, bởi vì đơn giản rằng cái nhà phát triển của họ đã tối ưu rất nhiều cái tựa game đó, khiến cho cái buffer size là không quan trọng nữa. Thế thì làm việc thì sao? Làm việc thì chúng ta cũng xem phải xem là liệu rằng bật Resizable 3 lên nó có ảnh hưởng tới CPU chứ không, đúng không nhỉ? Đấy, thì bắt đầu với cả Cinebench R23 đi. Thì ở đây, những số điểm của nó gần như không chênh lệch quá nhiều, chỉ cách nhau khoảng tầm 100 điểm thôi. Thì mình nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là cái sự gọi là bất bình, bất biến, sự gọi là hay thay đổi của bộ máy. Khi mà kiểu tắt máy đi, bật máy lại, v.v. ấy, thì sẽ bị ảnh hưởng như thế. Còn bị ảnh hưởng bởi những cái ứng dụng nền nữa, thì cái việc chênh lệch khoảng tầm 100 điểm là không đáng kể. Khi nào mà nó chênh lệch khoảng tầm 1.000 điểm cơ, thì đây mình mới bảo các bạn là có vấn đề làm sao. Còn với Blender thì mình cũng đã test với cả benchmark của họ, cái sự chênh lệch gần như là không có luôn, chênh lệch kiểu ở cái tầm gọi là tích tốc, tầm nano giây đấy, chứ nó không chênh lệch quá nhiều. Về phần giây thì nó vẫn y hệt như thế, thế nên là Resizable 3 không ảnh hưởng một chút nào tới hiệu năng của Blender cả. Còn khi mà mình bật Photoshop lên anh em ạ, ôi giời ơi, Photoshop khi mà bật bình thường chúng ta được là số điểm 805, còn khi mình bật Resizable 3 lên đạt được là 892 anh em ạ. Wow, tức là tăng con số hơn 100 điểm đấy anh em ạ. Tức là rơi vào khoảng tầm 11% lên 11% anh em. Đấy, rơi vào khoảng tầm một sự tăng trưởng 11% so với khi tắt. Thế thì chúng ta có thể thấy đây rằng là vậy thì bật Resizable 3 với chiếc combo này lên đã đem chúng ta những kết quả cực kỳ là tốt. Đó, cái combo i5-12400F này với cả A380 thì đã tăng được hiệu năng chơi game nào thì 46%, nào thì 33% ở những tựa game cả nặng lẫn nhẹ, và chúng ta có thể tăng lên tới là 11% trong Photoshop. Cái Photoshop này thì mình khi mình phân tích sâu hơn ấy, thì cái số điểm tăng cao nhất ấy, đó chính là số điểm của GPU anh em ạ. Tăng từ 60 mấy lên khoảng tầm 90 điểm, và tất cả các tốc độ nó đều tăng lên, bởi vì mình cảm thấy rằng là thì chỉnh ảnh làm gì, có mấy ảnh nào nặng nề lắm đâu đúng không? Thì tại sao cái Resizable 3 khi mà tăng cái gọi là cái buffer size lên thì nó lại ảnh hưởng thế nhá? Nếu mà anh em nhìn kỹ vào những cái list, những cái gọi là chi tiết nhá, thì có một cái điểm rất là hay là resize to 500 MB, và cái thời gian resize nhá nó giảm hơn rất là nhiều luôn, giảm gần 50% luôn. Điều đấy khiến cho anh em có thể thấy đấy. Đó, có những cái ứng dụng có yêu cầu cần phải có truy cập một lượng data lớn hơn từ CPU, từ RAM, và khiến cho việc bật V3 lên ở trên chiếc A380 này là cực kỳ là có ích. Đó, đấy là cái lợi ích của việc bật Resizable 3 trên chiếc A380 này. Nhưng mà tại sao mình lại bảo anh em là ở đây, chiếc SN770 trên bộ máy này là một cái vũ khí bí mật? Đơn giản nhé, thì đây là một chiếc SSD NVMe 4.0, và hiện tại thì công nghệ, có một cái tên công nghệ này, đó chính là công nghệ Direct Storage, đang gọi là được dần được phổ biến hơn ở hệ console của dòng Xbox ấy, tức là của Microsoft ấy, và đang được dần đem cái API đó lên trên máy tính của chúng ta, lên trên PC, lên trên Windows 10, Windows 11 của chúng ta. Thì cái công nghệ này nó như nào? Thì nó cũng khá là khác so với cả cái công nghệ của Resizable 3 này nhá. Thì Re3 này nó sẽ giúp cho anh em có thể gọi là truy cập toàn bộ tất cả data từ RAM, từ CPU vào trong cả mình đúng không? Còn cái Direct Storage này thì nó sẽ là giúp cho cái ổ cứng anh em chỉ gửi từng cái nhỏ một vào RAM, vào CPU thôi. Đơn giản nhá, tại vì bây giờ các tựa game ấy nó sẽ đều là tối ưu cho HDD, là việc sẽ ví dụ rằng anh em chơi game đúng không, nó sẽ load tất cả các asset vào trong RAM, rồi từ đấy sẽ chuyển những cái asset đấy về trong cái cảm hình của chúng ta để nó có thể render ra. Nhưng cái đầu đấy rất là khó. Tựa game nhẹ thì không sao, nhưng tựa game nặng này, tựa game open world này mà nó quá to ấy, thì sẽ khiến cho RAM anh em bị đầy quá này, RAM anh em bị to quá này, RAM anh em dùng nhiều quá này, và nhiều khi còn tràn quả RAM cơ. Khi đấy thì game sẽ bị lag, game sẽ bị giật, game sẽ bị vân vân và mây mây. Thế thì cái việc mà có Direct Storage nó sẽ giúp cho anh em, ví dụ như là chẳng hạn như là ok, khi mà CPU yêu cầu bao nhiêu data thì cái card màn hình chúng ta, cái SSD chúng ta gửi từ đấy data thôi. Thế nên cái việc sở hữu một chiếc SSD NVMe 4.0 như chiếc SN770 này là một lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. Trong bây giờ thì anh có thể cắm để làm gọi là ổ cứng cho OS, cho Windows 10, cho Windows 11, nhưng sau này có thể cài game vào đây để tận hưởng được cái gọi là cái sự thăng hoa của Direct Storage anh em nhá. Rồi, nói chung cái video này cũng chỉ có như thế thôi. Điều mà mình chứng tỏ được rằng là ok, A380 này hiệu năng rất tốt khi mà bật Resizable 3, và sau này anh em có thể tận hưởng rất tốt với cả chiếc SSD NVMe 4.0 này.
Nếu mà anh em cảm thấy video này đem lại nhiều thông tin cho anh em thì hãy bấm like và subscribe nhờ. Và nếu mà anh em cảm thấy video này nói chung là muốn thêm nhiều thông tin nữa thì hãy bấm subscribe đi để có gì mình đem nhiều video nữa nhá. Sắp tới đây mình sẽ còn có một video nữa về những chiếc CPU mới không chỉ của dòng A mà còn dòng Y nữa anh em nhá. Anh em hãy đón xem nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em tại video sau.